nhớt nhá. Vẫn mồm. Đây nhìn thấy một thứ gì. Một thứ gì. Nàng đôn. Thank you.
chờ anh ạ. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Anh chủ nhà này ạ? Dạ vâng. Chào chú ạ. Dạ. Dạ không, cháu chưa gọi điện ạ. Dạ. À, nhà đang ăn cơm ạ. Ủa, mình có đi cho để không làm xe này cứ để ngoài thôi, nhìn thấy thì tí này phải lên thì cứ để ngoài à. Chỉ dắt đến đắt xuống tí này để cái này ra là con tên chui vào à. Đồ này thì có cứ... đủ mang người thì không sợ anh chẳng con tên nó kiểu của. Đi một mình đấy à? Vâng, em không có ai đi cùng lại đi một mình không? Yêu tình báo đâu. Vui. Để tôi trong nhà. Để ở trong ạ. Sao đây? Chắc là anh đó là đi đường sai. Nó ngồi nhà lắm. Đi cho cô thấy. Cháu ở đâu? Cháu ở thử xem. Cháu ở dưới suối. Dưới suối mà ở tận chỗ nào?